Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ cầu bộ chế xe máy xăng để làm xe bán hàng lưu động hoặc là những cái xe có kích thước rộng. Bộ này là có khổ rộng 1m4, cầu trước là 1m35, cầu sau là 1m4. Đây là trọn bộ này có tải trọng 7 tạ. Phụ kiện là như hình. Có phụ kiện phanh chân, phụ kiện phanh tay. Là cầu thì có số mạnh, có số lùi. Bộ các đăng. Hệ thống lái thì bao gồm đầy đủ công tắc, vô lăng và điều khiển. Cầu trước thì dạng lái một đầu. Lái một đầu này thì nó có cái ưu điểm là cái vị trí bố trí hệ thống lái nó rất là dễ. Đó, vô lăng có thể ngồi thẳng ở hướng cầu trước hoặc có thể ngồi lên phía đằng trước cũng vẫn lái được nha các bạn nhé. Đấy, đấy là ưu điểm của cái hệ thống lái một đầu. Vô lăng to, có nút còi bấm. Trong cái bộ này là mình làm cho khách hàng thì bánh là 400-12. Nhíp sau là 6 lá, dài 70. Nhíp trước là 5 lá, cũng dài 70. Bánh sau thì bánh 400-12, đường kính 50. Tải trọng trên một bánh là 355 kg. Nói chung là nếu mà chia đều trên 4 bánh thì là tải trọng có thể hơn 1 tấn. Tuy nhiên thì trong cái bộ này thì các bạn phải mình chỉ giới hạn trong 7 tạ. Các bạn có thể dùng nhíp to hơn để chở được 1 tấn. Cái này là không vấn đề gì. Hệ thống lái thì bao gồm hệ thống vô lăng, bộ công tắc, đèn còi xi men, gạt mưa, công tắc dừng khẩn cấp, hai đèn xi nhan. Bộ này thì không có hệ thống đèn còi ở đây bạn nhé. Hệ thống đèn còi là mình không trang bị trong cái bộ này. Bộ này khá là rẻ thôi, giá chỉ hơn 9 triệu một tí nhưng rất là đầy đủ. Hệ thống phụ kiện nhíp, đây là hệ thống phụ kiện nhíp này, rất là đầy đủ các bạn nhé. 4 đu nhíp, 4 mõ treo đằng sau, 4 gối tĩnh đằng trước, quang nhíp 8 cái, ốc dài. Đấy, mặt bích dày, thép này là dày khoảng 7 ly. Hệ thống các đăng này bao gồm hai các đăng và hai khớp trượt. Đấy. Số lùi này là dành cho máy 110. Các bạn lựa chọn loại nào thì bên em sẽ bán cho nó các bạn loại đó. Cầu là 1m4, cầu sau 1m4, cầu trước là 1m35. Hệ thống phanh chân thì sẽ bao gồm 3 cái đũa phanh dài 90cm hoặc 70cm, một chân phanh cơ, một tay phanh, một dây phanh. Còn đây là các cái tay phanh này. Hệ thống cầu trước thì được hàn sẵn như trong hình ảnh các bạn nhé. Hệ thống cầu trước được hàn sẵn. Cái này để giảm chi phí, các bạn có thể mua về tự hàn thì giá rẻ hơn 300. Còn hàn sẵn như thế này thì giá sẽ đắt hơn 350. Đấy. Chiều dài thì tùy. 300 thì ngắn mà 350 thì dài, như thế này là 1m35. Đấy. Xin lưu ý là mình không có chiều dài bằng chiều cầu sau đâu nhé. Cái này có thể do thiết kế bên người ta làm. Người ta làm là cầu trước hơi thu lại so với cầu sau một chút. Thì cái này nó liên quan đến cái hệ thống khoa học trong tính toán. Cho nên là mình không thể điều chỉnh, các bạn tự điều chỉnh. Đấy. Một bộ thì gồm đầy đủ như hình ảnh. Giá thì hơn 9 triệu một tí. Giá là không bao gồm cước vận chuyển các bạn nhé. Đấy. Giá rất là ưu đãi, rất đầy đủ. Các bạn nào thích số 5 tạ thì có thể thay thế. Số 5 tạ thì nó sẽ đắt hơn khoảng 1,5-1,6 triệu gì đấy so với cái bộ này. Nói chung là nó khoảng hơn 11 triệu.
là đối với sử dụng số 5 tiến một lùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Mọi thắc mắc xin liên hệ 0983 818 955.